Recording in progress. Okay, welcome everybody to today's overview of Binodyne. My name is Chad Chong. I'm the co-founder of Binodyne. Chào đón tất cả mọi người đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay. Tôi là Chad Chong, tôi là đồng chủ tịch của Binodyne. Và ngày hôm nay tôi rất là vinh dự để có mặt ở đây để có thể chia sẻ với các bạn đến từ khu vực châu Á. Và trước khi bắt đầu thì tôi cũng muốn tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái nghĩa vụ trách nhiệm pháp lý về thu nhập ở đây. Để mà có thể thành công trong công việc kinh doanh này thì bạn cần có sự nỗ lực chăm chỉ. Go to binodyne.com for full. Vì thế bạn có thể vào binodyne.com để biết thêm chi tiết. Binodyne là một cái cơ hội nó rất là khác biệt và độc đáo trong ngành network marketing. Và tôi sẽ giải thích cho bạn là tại sao. Trong ngành công nghiệp này thì hầu hết các công ty họ chỉ tập trung vào một dòng sản phẩm nào đấy thôi. Điều tôi muốn nói là gì? Hầu hết các công ty họ chỉ tập trung vào một số những dòng sản phẩm nhất định. Ví dụ như là Rolex thì chỉ bán đồng hồ, Starbucks thì bán cà phê. Hoặc là nếu bạn nghĩ về Amazon xem, họ có thể bán rất nhiều thứ. Và chúng ta giống như là Amazon trong ngành bán lẻ trực tiếp vậy. Bạn hãy nghĩ đến một công ty bán thực phẩm chức năng thì sao? Nhưng mà khi người ta nghĩ đến Binodyne, và khi người ta nghĩ đến Binodyne thì người ta không nghĩ đến bất kỳ một sản phẩm nào đấy cụ thể, mà khi người ta nghĩ đến Binodyne thì người ta nghĩ đến cái người mà tạo ra xu hướng. Và Binodyne tạo ra một cái xu hướng khi mà bất kỳ một cái sản phẩm nó hot trên thế giới thì nó đều có thể là sản phẩm của Binodyne. Chúng tôi không bao giờ đi theo lối mòn cũ và chúng tôi luôn lột xác, đổi mới, bứt phá, bởi vì chúng tôi biết rằng cái cách tốt nhất để có thể nổi trội trong công việc kinh doanh đó là phải linh hoạt. Binodyne là một nền tảng mà tập trung vào ba dòng sản phẩm, đó là sản phẩm kỹ thuật số, du lịch và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Và ở trong các sản phẩm kỹ thuật số thì chúng tôi có những học viện liên quan đến Forex, có những học viện liên quan đến dạng ngoại ngữ. Và một trong những cái sản phẩm nổi tiếng nhất trong lĩnh vực kỹ thuật số hiện nay là SMA. Và SMA thì tập trung vào ba thứ. Một là giáo dục, hai là phần mềm và huấn luyện đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực Forex. Và cái lĩnh vực về ngành Forex thì đã ở trên thị trường rất là lâu năm rồi. Và đây là cái ngành mà nó đã có hàng nghìn tỷ đô la rồi. Làm sao bạn có thể vào được Forex? Và chúng tôi đã kết hợp với cả một trong những cái công ty có nền tảng vững chắc nhất trong ngành network, trong ngành Forex. Và khi mà chúng tôi cần tìm phải những cái sản phẩm trong lĩnh vực này, chúng tôi phải đi tìm kiếm những cái công ty mà uy tín nhất trong cái ngành này. Chúng tôi đã đến cái trụ sở văn phòng của MTI, một cái văn phòng rất là đẹp ở Florida. Và đây là một cái công ty, tôi muốn bảo bạn hiểu rằng đây không phải một công ty bán lẻ trực tiếp. Và đây là một công ty tạo tạo. Và họ tồn tại 28 năm nay bởi vì cái chất lượng sản phẩm mà họ đã tạo ra. Và họ đã đào tạo hàng triệu học viên thông qua cái công ty ở Florida và trên nền tảng online. Họ rất là thành công. Và thậm chí là họ còn đặt lên các kênh
kênh truyền hình như là Fox TV, và họ có rất là nhiều các cái giải thưởng như rất nhiều cái cuốn sách họ đã xuất bản trong lĩnh vực Forex hay là những cái tạp chí trong ngành. Và ngày nay tôi muốn giới thiệu với các bạn người chủ tịch là ai, là ông Jared Lanet, là ông chủ tịch của công ty em này. Họ đã ở trong cái ngành này trong nhiều thập kỷ. Anh ấy là một trong số những người đầu tiên đưa ứng dụng Fibonacci vào trong kỹ thuật trade forex. Và cái người mà huấn luyện viên chúng ta là ai? Là Gary Vaynerchuk. Và ông ấy là ăn ngủ với cả forex và là một chuyên gia, một bậc thầy trong lĩnh vực forex. Và ông ấy có những cái báo cáo, tạo nên những cái báo cáo với các cặp tiền tệ hàng ngày, và có hơn 115 khóa học, đã tạo ra 115 khóa học dạy các bạn. The education is top class because it's proven. The và với họ thì cái hệ thống giáo dục của họ là cái hệ thống giáo dục hàng đầu, nó đã được chứng minh, nó đã được công nhận. Proven products that's been around. Dù là bay đã chỉ là công ty mới có 4 năm tuổi thôi, nhưng mà những sản phẩm mà chúng tôi đưa về để phân phối tại công ty thì đều là những cái sản phẩm mà có nền tảng chất lượng nhất. Và chúng tôi bán những cái sản phẩm mà đã được chứng minh. Và chúng tôi kết nối người tiêu dùng với những cái đối tác, với những nhà cung cấp sản phẩm chất lượng nhất trong một lĩnh vực này. Và đó chính là tưởng của MyGuy. MyDetail là một cái công ty trong ngành bán lẻ trực tiếp. Các bạn đều là những leader tuyệt vời trong lĩnh vực mà bán lẻ trực tiếp. Và chúng tôi tìm những đối tác, tìm những nhà cung cấp mà cũng tốt nhất ở trên thế giới để đưa tới các bạn những sản phẩm tuyệt vời nhất. Và MTI đã phát minh ra một cái nền tảng. They've developed many, many tools in By Design. Và có rất là nhiều những cái công cụ ở By Design và MTI, và cái công cụ mà lớn nhất, mới nhất được phát minh ra tên gọi là Hipgrapper dành cho By Design. Hipgrapper là giống như một cuộc cách mạng trong ngành Forex. An idea, okay, or sickness. Bạn có những cái kinh nghiệm, có những cái ý tưởng để giúp bạn có thể trade một cách hiệu quả hơn và tối ưu hơn. Cái thách thức ở đây rằng là ai là người đưa ra cái kinh nghiệm ấy? Và rồi thì khi mà cái tín hiệu đấy đã cho 10.000 người thì nó có ổn định không, là nó có hiệu quả không? Is lacking in the industry for this forex and we improve upon it. So how does cái lý do mà tại sao bài danh của chúng tôi lại có thể thành công và phát triển trên toàn thế giới như thế vậy, bởi vì chúng tôi tìm ra cái giải pháp để có thể làm được cho điều này nó xảy ra. Tức là bạn đưa lại một cái phần mềm, và cái phần mềm, cái nền tảng đấy sẽ giúp bạn
tối ưu hóa các cái lợi nhuận và có những cái chiến lược để giúp bạn có được cái lợi nhuận trong việc trade forex. Vì thế cái công cụ mà chúng tôi có ở ByDesign thật sự là giúp mọi người lên tầm cao mới. Tôi muốn chia sẻ cái màn hình của tôi. Tôi muốn chia sẻ cho các bạn cái lịch sử giao dịch của tôi. Đây là cái lịch sử giao dịch của tôi, cho các bạn thấy cái thành công của cái hệ thống tín hiệu này như thế nào. Bạn có thể nhìn thấy cái scraper. Kể từ khi bắt đầu là nó đã tăng trưởng được, nó đã lợi nhuận được 1000%. Cái này là con số thật bởi vì cái được kết nối với cả một tài khoản thực. Nếu mà bạn click xuống ở đây, những cái tín hiệu lợi nhuận cho từng tháng. Và từng tháng này, bạn kể cả bạn lấy cái tháng thấp nhất đi. Tháng này chưa hết. Và mọi người rất là phúc với cả kết quả của cả một năm. Tôi muốn cho bạn một cái giải thích ở đây. Bạn phải tự kiểm soát cái rủi ro của mình cho mình em. Và bạn phải làm những cái chăm chỉ. Tôi muốn các bạn hiểu này, cái sự giáo dục của tôi cho các bạn hiểu thật sự. Chúng tôi hỗ trợ các bạn hiểu thị trường cũng như là hiểu cách sử dụng công cụ. Đó lý do vì sao mà bay ra hiện nay được thành công. Bởi vì là nó là một cái công cụ mà đã được chứng minh. Và tôi chưa từng nhìn thấy một cái sản phẩm hay là một cái sản phẩm nào đấy mà có thể đạt được cái tái tiêu dùng năng động cao đến như vậy ở trong ngành này. Vì thế đây là cái xu thế đầu tiên mà được cả bay đang tạo ra. Cái trend thứ hai mà bay đang tạo ra đó là Rosetta Stone. Rosetta Stone là một cái nền tảng mà đã được tạo ra 25 năm trên trường và có thể đào tạo trên 30 ngôn ngữ. Ví dụ nếu bạn muốn học tiếng Tây Ban Nha, bạn muốn học tiếng Ấn Độ hay tiếng Anh hay cái gì đi chăng nữa thì bạn chỉ cần là mua sản phẩm của ByDesign, bạn cũng sẽ được học cái chương trình ngoại ngữ này. Bạn có thể học được 30 ngôn ngữ để có thể nói trôi chảy với người bạn. Và đây là cái sản phẩm dạy ngoại ngữ đầu tiên và duy nhất trong ngành bán lẻ trực tiếp. Và khi mà bạn sử dụng sản phẩm này, bạn chia sẻ sản phẩm này cho khách hàng. Và đây là những cái sản phẩm mà đã được chứng minh trên thị trường có hiệu quả. Cái sản phẩm xu thế thứ ba đó là các sản phẩm tìm online marketing AI. Bạn chỉ cần 30 giây, 3 cú click thì tất cả sẽ được hoàn thành cho bạn trong khách hàng online. By design. Tôi muốn chia sẻ các bạn ByDesign là một cái nền tảng kinh doanh online mà để cung cấp cho các bạn sản phẩm liên quan đến kỹ thuật số, du lịch và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Và cái này, các sản phẩm kỹ thuật số này dẫn đầu và rất là phổ cập hiện nay và nhu cầu hiện nay. Và cái thứ hai là tôi cũng chia sẻ cho các bạn cái xu thế
du lịch tôi tạo ra. Ok, sau đại dịch chúng ta đã bị mắc kẹt ở lại nhà rất lâu rồi đúng không? Và sản phẩm này dành cho những người mà đã sẵn sàng để đi du lịch. Và vài tháng tới sẽ có một chuyến ở Punta Cana ở một cái vùng đảo Caribe. Tôi muốn chia sẻ với các bạn. And more options. I tell people, how would you like to experience five star? But tôi muốn cho các bạn tham dự cái kỳ nghỉ trong cơ với nhiều số ít tiền hơn và nhiều lựa chọn hơn ở những cái những khách sạn 5 sao mà chỉ phải trả số tiền những khách sạn 3 sao thôi. Đây những cái chuyến du lịch chúng tôi đã tổ chức trong quá khứ này. Via Dubai này, Panama này, Las Vegas này, Brazil này, Hy Lạp này, Florida này. Đó. Và cuối năm là Punta Cana. Bạn nhìn thấy không ạ? Tất cả các chuyến đi ở đây đã được bán hết. Sao mà các sản phẩm này đều được bán hết? Bởi vì là nó là nhu cầu rất lớn. Và những cái kỳ như thế này diễn ra ở khắp nơi trên thế giới và được tổ chức bởi Lightning Dive. Rất là đơn giản thôi. Tức là cái tiền mà nó năng động 129 đô một tháng thì bạn sẽ được một bút cao. You have access to all the trips. Yep. Every month you mỗi are tháng. Mỗi tháng mà bạn đóng năng động 129 đô một tháng thì bạn sẽ được tích một sao trong kỳ nghỉ trong cơ CD này. Nếu bạn làm 2 tháng, tôi sẽ tặng bạn 2 tháng. Và với quốc gia này bạn làm gì? Bạn có thể là tích sao để đi du lịch hoặc là bạn trả tiền để đi du lịch với một cái giá rất là đặc biệt. Một là 869 đô một người hoặc là 7 sao. The redemption for the booking, there's a $99 booking fee. So whatever you do, there's a $99 booking fee. And then you can exchange your or redeem your loyalty reward star. This Punta Cana is from December 4 to 7, 4 days, 3 nights, at every event. Punta Cana này là 4 ngày, 3 đêm. Ăn ở khách sạn 5 sao. Chúng tôi sẽ có xe đón vip từ bạn từ sân bay đón bạn đến resort nghỉ dưỡng và trong toàn bộ quá trình mà bạn nghỉ dưỡng ở vùng biển Caribe xinh đẹp này là toàn bộ chuyến đi sẽ được bài thọ. Ví dụ là bạn đã có dự định là đi này từ lâu nhưng mà bạn đây lại là một phần trong công việc kinh doanh của bạn, bạn được tặng sao, bạn có thể tích sao và bạn có thể tham dự cái chuyến đi này. Đấy, ví dụ như chuyến Brazil khoảng tầm 5 sao. Generally speaking, other companies, you need to be a member for at least about a year before you get the trip. With ByDesign BD Dream Vacation, you can have the trip straight away. By being a member, you can have the trip straight away by paying for it.
or earning the reward loyalty stars to redeem vậy, bạn có thể tham dự cái chuyến du lịch 5 sao này bằng cách là trả một cái giá đặc biệt cho chuyến đi hoặc là bạn tích những cái ngôi sao khi bạn đóng năng động. Activities with food. Ví dụ ngày đầu tiên, ngày thứ hai thì bạn sẽ được nghỉ ngơi ở cái đặt 5 sao, có những cái bữa tiệc tối để chào đón bạn tới bữa tiệc này. Và ngày tiếp theo thì bạn có thể lên du thuyền, đi bơi, ngắm san hô và có những cái trải nghiệm tại vùng đất xinh đẹp này. Dù là bạn muốn tìm kiếm bất kể ở đâu, mức giá nào chăng nữa, nó luôn luôn là đắt hơn mức giá mà chúng tôi có thể mang đến cho bạn. Giống như là thị trường Forex. Ở trong thị trường Forex thì chúng tôi có những cái sản phẩm mà đã được chứng minh đã có hiệu quả trong 20 năm. Trong lĩnh vực du lịch chúng tôi cũng có những cái sản phẩm mà tốt nhất, hợp lý nhất dành cho các bạn. Và đặc biệt đấy các bạn. Và đối tác của chúng tôi trong lĩnh vực du lịch là họ cũng đã có kinh nghiệm hàng chục năm và cái khả năng của họ thì đã được chứng minh, đã được kiểm chứng rồi. Is the network. But in traditional business, it's not the network. In traditional business, it's the product. If you look at iPhone. Trong ngành kinh doanh thì bạn thấy cái nào quan trọng hơn, là hệ thống kinh doanh hay là sản phẩm? Trong công việc kinh doanh thì công việc trên truyền thống thì đó là sản phẩm, trong công việc network thì đó là mạng lưới. Đấy, năm nay thì vừa mới ra iPhone 14. Vậy thì năm sau là iPhone 16. Ở Amazon họ cũng quan tâm là chúng ta mua iPhone hay là Samsung. Mà chỉ cần chúng ta mua thôi là họ đã có tiền rồi. Cruises
around the world, whether embarked from Argentina, Bahamas, Caribbean, Dominican Republic, Japan, Panama, Singapore, Spain, USA, and many, many other countries. This promotion certificate is given to you with a redemption. You have to pay a redemption fee plus whatever taxes. The $75 redemption fee plus any taxes will apply. But normally cruises like this cost hundreds of dollars. But this promotion we have is we give you the certificate for $75 and you can go on this cruise for 3 to 9 nights. And if you think about it, that's phenomenal. That's phenomenal. Đây thật sự là một cái hiện tượng. Và cái hướng thứ ba mà chúng tôi tạo ra đó là chăm sóc sức khỏe toàn diện. Và chúng tôi là tập trung vào ba xu hướng. Và đó là kỹ thuật số, du lịch và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Và trong ngành chăm sóc sức khỏe toàn diện thì chúng tôi cũng hợp tác với tiến sĩ Anne Blaine. Ông ấy là một trong những cái tiến sĩ khoa học nổi tiếng nhất trên toàn cầu. Chúng tôi có những sản phẩm như là glutathione để giúp bạn tăng cường cái năng lượng này, tăng cái sức đề kháng này, cung cấp tới các cái chất vitamin cần thiết như vitamin C, D, E, hỗ trợ hệ thống thần kinh. Có nghĩa là bạn tức là khi mà bạn uống cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp bạn tạo rất nhiều glutathione. Tức là khi mà bạn càng già thì cơ thể bạn lại sản sinh ra càng ít glutathione. Chính vì vậy mà khi mà cung cấp bổ sung thêm cái glutathione trực tiếp vào cơ thể của bạn sẽ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe của bạn một cách hoàn thiện. But actual glutathione in your blood within 1 hour. What is glutathione? Glutathione is that. Tức là cái chất này, phần bổ sung này có thể cung cấp trực tiếp chất này vào trong máu của bạn. Nếu bạn muốn khỏe mạnh hơn, thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà bạn hoàn toàn có thể kiểm tra rằng là nó có hiệu quả như thế nào đối với sức khỏe của bạn. Và đây là sản phẩm rất là đặc biệt tại bài này. Đây là sản phẩm độc nhất vô nhị duy nhất hiện nay có thể cung cấp glutathione trực tiếp vào trong máu của bạn. Và một tiếng đồng hồ thôi là bạn đã nhìn thấy cái hiệu quả khi bạn sử dụng sản phẩm này của tôi rồi. Ok, vì thế là chăm sóc sức khỏe toàn diện bên trong thì là các sản phẩm chức năng này. Còn chăm sóc bảo vệ các bạn từ bên ngoài thì là những sản phẩm bạn nhìn thấy là BD Pro Protect này. Chúng tôi có những cái trong tay mà có đá năng lượng để bảo vệ bạn khỏi những tia bức xạ xung quanh của chúng ta. Hay là những cái miếng dán, những cái chip tạo ra một cái từ trường để bảo vệ bạn khỏi các cái sóng có hại. Rays, this electromagnetic EMF can cause damage. Go Google it. Bạn có thể dán ở trong nhà, trong xe, trên điện thoại để có thể bảo vệ bạn khỏi bức xạ sóng điện tử. Và tôi có 4 sản phẩm ở cái dòng này, ED Protect này. Có nơi mà bạn có loại có thể bạn dán ở trong nhà, có loại bạn có thể dán ở ô tô, có loại bạn dán ở trên điện thoại. À, những cái sản phẩm này sẽ bảo vệ bạn và người thân yêu khỏi bức xạ sóng điện tử. Vì thế Canada là một cái công ty kết hợp có thể tập trung vào ba cái xu hướng hiện nay.
chứng trên thị trường đã có kinh nghiệm hàng chục năm hàng thế kỷ ở trong cái lĩnh vực của họ và đều đã được chứng minh là những sản phẩm độc đáo hợp nhất. Không phải là bạn được là đào tạo từ những người làm network mà bạn được đào tạo từ chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Bạn có thể nhìn thấy trong cái lịch trình đào tạo của chúng tôi, có cái chương trình đào tạo hàng tuần thường xuyên để đào tạo cho các bạn về sản phẩm đi. Và bạn sẽ được nghe từ những cái chuyên gia đã được kiểm chứng ở trong đó. Bởi vì chúng ta là một cái công ty như là Amazon trong ngành network marketing. Tôi muốn các bạn thử, chúng tôi muốn các bạn yêu nó và các bạn chia sẻ chúng. Vì thế hãy chọn một xu hướng mà bạn thích và sẽ lựa chọn một sản phẩm phù hợp nhất đối bạn. Bạn muốn tập trung vào trading hay là tập trung vào du lịch hay là tập trung vào chăm sóc sức khỏe toàn diện? Bạn là số 1 là trading này, số 2 là du lịch này, số 3 là chăm sóc sức khỏe toàn diện này. Bạn hãy giơ ngón tay cho tôi là bạn tập trung vào sản phẩm nào. Nếu bạn giơ một ngón tay nghĩa là bạn tập trung vào trading, số 2 là bạn tập trung vào chăm sóc sức khỏe, số 2 là du lịch, số 3 là chăm sóc sức khỏe toàn diện. Và bạn khác nào? Tôi nhìn thấy một chị chọn 1 này, một chị chọn 2 này, một chị chọn 3 này, một chị chọn 1 này, nhiều số 1 quá. Nếu mà ví dụ như bạn muốn chọn cả 3 xu hướng này, bình thường là bạn phải chọn 3 công ty khác nhau. Và chúng tôi nhận ra rằng tất cả mọi người đến với Fine Design, họ không cần phải tập trung vào xu thế. Họ có thể đi cùng một công ty nhưng mà họ có thể kinh doanh nhiều xu thế khác nhau. Họ có thể kết hợp được lợi thế của rất nhiều sản phẩm với nhau. Đấy, và nếu mà họ yêu quý công ty rồi, họ luôn là sẵn lòng thử sức với những sản phẩm khác hoặc là xu hướng khác. Đấy, trong cái khoảng thời gian mà đại dịch thì họ không thích, không du lịch được thì họ có thể trading. Nhưng khi họ đã trading kiếm được nhiều tiền rồi, họ lại có nhu cầu du lịch. Vậy thì đấy là điều mà Bay Đại cung cấp một giải pháp toàn diện cho mọi người. Và chúng tôi có 3 cái gói mà bạn có thể lựa chọn. Gói cơ bản 369 đô, 185 BB, gói thứ hai là 169 đô, 535 BB. So you choose the best one that fits you. Vì thế bạn hãy chọn cái sản phẩm mà bạn thích nhất, chọn cái gói mà bạn thích. Nếu bạn chọn gói sản phẩm kỹ thuật số thì bạn được bắt lắp SMA và OMI. Ok các anh chị, thì đây là các cái gói của quốc tế. Thì ở Việt Nam chúng ta có những cái gói kia để thiết kế đặc biệt cho thị trường của chúng ta. Cái này là các anh chị chúng ta chỉ nghe để tham khảo thôi, bởi vì là nó sẽ áp dụng những cái gói khác nhau để phù hợp với từng thường nghe anh chị nhé. Anh chị có thể nhìn thấy rằng là hiện nay chúng ta lợi thế rất nhiều với cái gói hàng ở Việt Nam, rằng là chúng ta tập trung vào một sản phẩm và chúng ta có rất là nhiều lợi thế về cái gói hàng và cái chi phí đầu tư của chúng ta thấp hơn ở trên thế giới rất là nhiều. Number 5 is our master kit. Ở quốc tế họ nói những cái gói đầu tư là 5.000 đô. So, once I said again, renewals 129, 60 BB of... Và năng lượng ở đây là 29 BB tương 29 đô tương đương 60 BB. Bạn thì có thể lựa chọn sản phẩm SMA hoặc là BD Remarkation hay là OMA.
bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần mà trả thưởng của By Design. But if you come in with the ultimate kit, you are 20%. Tức là nếu mà bạn bắt đầu với gói cơ bản là mình có 10% thôi. Còn nếu mà bạn chọn gói tối ưu, bạn sẽ được 20% TVP. Điều này có nghĩa rằng là cùng một nỗ lực nhưng mà khác kết quả khi bạn kinh doanh. For the same effort, with the ultimate kit, you can make double. Đấy là cùng một cái công sức nhưng mà với gói tối ưu đầu tư một lần duy nhất, cái kết quả của bạn đó hao, bạn số tiền bạn kiếm được hoàn toàn khác biệt. Và nó không thuộc vào bạn. Tức là ví dụ là bạn có lựa chọn gói master, sau này bạn sẽ được nhận thêm một phần share. Here is a 20% bonus based on what they buy. So that's step number one, really simple, choose your kit, choose your trend. Number two is become a builder. Vậy là bước thứ nhất là đơn giản lựa chọn gói đầu vào. Bước thứ hai là đó là chia sẻ sản phẩm và bán cho hai người bạn, một người bên trái và một người bên phải. Và ở cái bước hai này nó như thế nào? Là bạn hãy hưởng loại hoa hồng thích yếu, thích phân và hoa hồng matching bonus vô hạn. Ví dụ một bên là gói 2535, một bên gói là basic 185. You won't be making $18.50, you'll be making $37. So same effort of recruiting, but double the income. Now number four is a matching bonus. So once you're a builder, you earn two things. Team model commission known as TVC. Đây là sự chia sẻ của các loại hoa hồng á. Hoa hồng số 2, số 3, số 4. Số 4 là cái loại hoa hồng thu nhập trên thu nhập. Đó là chúng tôi tưởng thưởng cho các bạn vì các bạn đã giúp đỡ những người khác phát triển công việc kinh doanh của họ. Và nếu mà bạn, ví dụ bạn bảo trợ tôi chẳng hạn, tôi thành công thì công ty cũng sẽ dựa vào thu nhập của tôi để cho bạn cái một khoản hoa hồng. Tức là 1% tiếp thị của cái số tiền mà tôi kiếm được. Giả sử tôi kiếm được 10.000 đô. Vì thế ví dụ như là bạn bảo tôi kiếm được 10.000 đô thì công ty cũng sợ và nói công ty chia cho bạn từng ngàn đô. Còn nếu mà bạn có 10 người như tôi thì có thể là bạn sẽ kiếm được 200.000 đô. Vì vậy chúng tôi muốn trả thưởng cho bạn khi mà bạn đỡ những người khác. Vì thế đây là và khi mà bạn là trở thành pro builder. If you're a founder, you get an extra share, right? You only get an extra share when you earn it, right? To earn this, you got to be a diamond and above. Nếu bạn có Pro Builder, bạn là 3 người bên trái, 3 người bên phải, bạn được một cái khoản là Global Fund Bank. Well, if you're a founder, now we'll give you an extra one more. So what does this mean to you? It means that for using more products or coming with more products, which you should use anyway, we'll incentivize you at 20%. Plus, we'll give you an extra share when you qualify in a global pool bank. And what we do is the global pool bank, all your share earnings are locked in for 26. Thì chúng ta phải trở thành pro builder, tức là có 3 người bên trái và 3 người bên trái và 3 người bên phải để được nhận cái phần share.
share toàn cầu. By design thì có bốn cái zone, tức là bốn cái khu vực lãnh địa dành cho mọi người. Hiện nay danh hiệu cao nhất của công ty chúng ta là Brown 2 sao. Và tôi tin chắc rằng là một người trong số các bạn này sẽ trở thành Brown đầu tiên của châu Á. Một người trong số các bạn đây thì có thể trở thành Brown đầu tiên của châu Á. Các bạn hãy làm việc thực sự chăm chỉ. Mỗi chu kỳ, mỗi tháng thì bạn có hai cơ hội để lên danh hiệu, một chu kỳ là hai tuần. If you're 7B, what is 7? July. 7B is July 16th to the end of month. If I'm 12... Bạn có 2 cái chu kỳ trong 1 tháng. Chu kỳ A nghĩa là chu kỳ từ ngày 1 đến ngày 15. Và chu kỳ B là chu kỳ từ ngày 16 đến ngày cuối 18. Vì thế, mỗi tháng bạn có 2 lần để có thể nỗ lực đạt được một danh hiệu của bạn. Tức là ví dụ như bạn đạt danh hiệu Diamond, bạn sẽ hưởng cái thu nhập trên thu nhập đến 4 đời, 10, 5, 5, 3%. Wow. Khi bạn lên cái vị trí là President thì bạn 10% của F1, 10% F2, 5% FA, 3% F1, 3% F4, 1% F5. Vì thế danh hiệu của bạn càng cao thì cái thu nhập cộng hưởng thu nhập của bạn càng cao. Bạn hãy nhìn này, bạn hãy nhìn đây là đội ngũ lãnh đạo của công ty, cái anh đầu tiên thì trông có vẻ rất là giống giống tôi ấy, đúng không? Đấy. Tôi cũng là trong những ngành kinh doanh này gần 20 năm rồi. Tôi và vợ tôi thì chúng tôi đang ở trong cái ngành kinh doanh này 20 năm. Chúng tôi cũng từng đạt được cái vị trí cao nhất là người thu nhập thứ tư thế giới năm 2017-2018. Và người thứ hai là cặp Nat và Chanida. Họ là một huyền thoại. Họ là một trong những leader có nổi tiếng nhất trên toàn cầu. Họ là một biểu tượng của một châu Á. Bạn đây nhìn người thứ ba là bà Sophia Gong, là chủ tịch và đồng sáng lập. Bà ấy cũng kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực làm chủ của công ty MLM và là người chuyên là mở rộng các kỹ thuật của họ. Và người thứ tư đó là Dave Bell. Ông là phó chủ tịch và là chủ tịch chịu trách nhiệm về Global. Ông là top 5. Ông ấy đã là điều ban điều hành của top 5 công ty tỷ đô trên thế giới. Ông ấy còn là một chuyên gia trong các chiến lược kinh doanh và mở rộng thị trường quốc tế trong hơn 30 năm trên trong lĩnh vực này. Tiếp theo ông ấy là ban lãnh đạo trong cho 5 công ty tỷ đô trên thế giới rồi. Nếu mà các bạn nhìn vào các đối tác của chúng tôi, đối tác cung cấp sản phẩm của chúng tôi đều là những công ty mà đã hàng chục năm trên thị trường của họ, là trong những cái công ty tốt nhất trong ngành của họ và đã được kiểm chứng, đã được chứng minh. Chúng tôi giúp các bạn có sự lựa chọn về các sản phẩm, chất số, cả vật lý, cả sản phẩm.
cả phi vật lý và bạn phải quyền lựa chọn. Chúng tôi đã phát triển công ty kinh doanh trên 150 quốc gia ở trên toàn thế giới. Và chúng tôi cũng tạo ra 20 tỷ đô doanh thu và có thu nhập kiếm được 150 triệu đô trong ngành network marketing. Không có một chút nợ nần nào. Và chúng tôi cũng là những người mà đã tạo nên cái. Chúng tôi muốn trở thành công ty tỷ đô nhanh nhất trên toàn thế giới trong ngành network marketing và là nơi tạo ra nhiều triệu đô la nhất trên toàn thế giới. Đấy là sứ mệnh của chúng tôi. Và đây là những giải thưởng mà hai đứa của chúng tôi đã giành được trong những năm qua. Đầu tiên thì là bà Chay Ngan là top 1 nữ CEO trên toàn cầu năm 2021. Bạn có thể nhìn đến tất cả các giải thưởng mà chúng tôi có. Tất cả những công cụ chúng tôi đã thiết kế, chúng tôi đã tạo ra dành cho bạn. Done in-house. Now, are you ready to live your life by design? I tell people. Và các bạn đã sẵn sàng để sống cái cuộc sống trong mơ của bạn cùng với bay trái chưa? Ok. Bây giờ là cái sự lựa chọn của bạn. À, bạn hãy lựa chọn cái quyết định của bạn. Bạn là người A là tôi sẵn sàng để bắt đầu. Người B là tôi thích sách và tôi có một vài câu hỏi. Còn người C thì tôi không thích lắm nhưng mà tôi sẽ trở thành khách hàng cho bạn sau vậy. Ừ, chính vì thế mà bạn có thể là vào sớm một chút thôi. Bây giờ bạn đã để trên họ trên rồi. Bạn tham gia sau này thì họ sẽ không liên quan đến bạn nữa. Bạn có thể giới thiệu sản phẩm này với người thân và bạn bè. Đây là những sản phẩm đã được kiểm chứng và rất là nổi tiếng ở trên thế giới rồi. Nếu bạn không biết chẳng hạn, hoặc là bạn biết rằng là nhưng mà mọi người sẽ rất là kinh ngạc về cơ hội kinh doanh này. Những người mà là những người tìm kiếm cơ hội, những nhà doanh nhân, những người thực thờ, những người mà có quyết định ngay lập tức. Bạn hãy giới thiệu họ đến với Bay Design. Bạn vừa cho họ giải pháp, vừa cung cấp cho họ công cụ, cho họ cái cơ hội để thay đổi cuộc đời. If you're not your friend, you know, I know someone like the travel product, but I don't like this guy. I'm not going to tell him. I'm just joking. Fully up to you. Questions, we can answer your questions right after. Là khi mà sau khi mà bạn chia sẻ thì sẽ có ba cái dạng người, vậy thì bạn là loại A, loại B, loại C. If you say, I'm going to join right now, send me the link, give me the application form, I'm going to sign right now. Tôi ví dụ bạn là người A là những người mà tìm kiếm cơ hội này là doanh nhân thâm dụng thì ok, chuyển tới link ngay bây giờ để tôi đăng ký. But you say, hey, let me think about it. Let me join tomorrow. So join, Sally's going to join anyway. Sao bạn bring 1,000 ví dụ như là bạn bảo là bạn sẵn sàng tham gia ngày hôm nay, bạn để bảo là ok, tôi thêm xe là tôi cân nhắc là tôi tham gia ngày sau. Nhưng mà đương nhiên cả Joe và Sally họ đều đã tham dự rồi. Nếu bạn tham gia ngày hôm nay có thể bạn ở trên Joe và Sally. Và Sally là người có thể nói ra một cái khối lượng mà rất là lớn. Và bạn có những sản phẩm mà đã được kiểm chứng và cảm thấy chúng tôi có hai cái mục tiêu của công ty. Và hai cái mục tiêu đó là thứ nhất là tạo ra nhiều triệu phú đô la nhất trên toàn thế giới và trở thành công ty tỷ đô nhanh nhất trên thế giới. Và đấy là sự vận của chúng tôi. Và chúng tôi đang trên đường đạt được cái điều đó.
is to be part of the success. And một là bạn phải đứng ngoài cái thành công này, hai là bạn phải là một phần của nó và thành công cũng là bạn này. Và rất là vui được chia sẻ với các bạn, tên tôi là Chad Chong, tôi là tổng chủ tịch của bạn này. Và rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và tôi chào đón các bạn đến với cơ hội này. Và các bạn từ Philippines, bạn là Việt Nam, bạn là đến từ khắp Thái Lan, đến khắp nơi trên thế giới. Và đây là những cái sản phẩm đã được chứng minh. Và tôi chúc bạn thành công với quyết định của mình. Tôi sẽ luôn luôn nói là chào buổi sáng rồi, nếu mà nói là chào chào buổi tối thì bạn sẽ rõ ràng đi ngủ. Tôi luôn luôn là chào buổi sáng rồi, bạn đã âu rồi, luôn luôn năng lượng sẵn sàng cho một ngày mới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong những buổi chương trình sau nha. Bye bye.